Bài tiếp theo là bài dụng cụ trong bài 3. Đây là con dao gọi là knife để sắt cam, thơm, chanh để dành sắt trang trí. Đây là dao thái để dành sắt trang trí những loại trái cây nhỏ như là chanh. Còn đây là con dao để cắt trang trí như là trái cherry và những trái cây nhỏ. Còn đây là gấp đá ice tong. Đây là cây khuấy rượu bar spoon thì gồm có một đầu muỗng và một đầu nĩa. Ở chính giữa là cái dòng sấy. Thì khi chúng ta pha chế mà chúng ta khuấy thì ta sẽ dùng cây bar spoon. Còn đây là con dao bào để dành bào trái cây. Còn đây là cutting board, tấm thớt. Còn đây là cây khuấy hay còn gọi stirrer để dành khuấy rượu. Còn đây là ống hút để dành hút sản phẩm show. Còn đây là khăn lau ly hay còn gọi là lash loader. Còn đây là máy dắt cam. Đây gọi là bottom tucker. Đây là mixing lathe. Thì khi đi chọn bộ giữa mixing lathe và bottom là mình phải đi vào một chọn bộ. Còn đây là standard shaker thì gồm có 3 phần. Phần để đựng thức uống và phần nắp đậy lại và phần nắp gài. Còn đây là khui đồ hộp. Đây là cái bu rơ hay còn gọi là cái vòi rót rượu thì để ghim trực tiếp vào chai rượu, khi chúng ta rót thì sẽ dễ đong đo điểm hơn. Đây là cây nghiền trái cây hay gọi là mô đồ. Đây là cây nhíp để gấp trái cây trang trí. Đây là đông rượu hay còn gọi là jigger, thì một đầu là 15, một đầu là 30 ml hay là tương đương là một ao và nửa ao. Thì mình sẽ có một loại jigger lớn hơn, đó là 40 ml và 20 ml. Đây là cotter hay là lockley. Khi chúng ta pha chế sản phẩm xong thì chúng ta dùng lockley rồi để ly cocktail lên trên. Đây là xúc đá. Còn đây là gạt tàn hay gọi là ashtray. Bài học tới đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại.